Là bây giờ lúc đầu thì lúc em bảo thì anh có nói là bây giờ không hay thì chủ mang về đúng anh. Bây giờ anh còn cái gì không? Không, bây giờ còn còn trả lại bố già không? Bây giờ không trả, bây giờ là phải bây giờ lại em mở lớp bố già đấy mang về nhà. Bây giờ không trả nữa. Bây giờ không trả nữa. Bây giờ không trả nữa. Vâng, đó. Cảm ơn anh. Cảm ơn công ty Sika và luôn chúc anh là toàn thể gia đình của mạnh khỏe và nói. Và chỉ còn là người của các bạn nếu có nhu cầu sở hữu chứng minh một bố già không quên thì cũng muốn thì chúng mình hãy liên hệ với công ty Sika để truy cập vào cái site sika.org tìm hiểu thêm nhiều bộ của hình dạng theo cái khác của không bao giờ xin chào và hẹn gặp trong một video tiếp theo. Chào trong này anh. Em chào anh Sâm nhá. Đây nhà anh đây. Vâng. Anh. Chúng em đã có mặt. Cái này lùi vào hơn anh nhỉ? Gian lộc Hải Dương đấy. Lùi vào đúng anh. Xe vào được mà, vào tới nơi. Anh tiến thẳng vào cũng được. Vào được, thoải mái. Em lùi vào nhỉ? Lùi vào. Ok, anh em kỹ thuật Sika đã có mặt ở tại Hải Dương. Vâng, và đồng hành cùng anh em kỹ thuật hôm nay là kế toán của công ty Sika Odo. Hôm nay anh em lại hội ngộ tại nhà anh Sâm nha quý vị. Và hôm nay cũng là ngày mùng 1 tháng 5 là ngày nghỉ lễ cuối cùng. Và khu vực Hải Dương thì bên em là một trong những địa bàn lắp đặt của kỹ thuật Sika rất là nhiều. Đây là anh Sâm ạ. Đây là anh Sâm. Hôm nay mình có duyên với Hải Dương quá anh nhỉ. Hôm nay là hội ngộ với cả Mr. Đệ với cả Mr. Thụy. Hai kỹ thuật Đệ và Thụy đi lắp Hải Dương rồi Hải Phòng, Hải Bình. Và đây là công bố cuối cùng trong ngày nha quý vị. Ok, một lúc nữa thì anh em Sika đã giao lưu với cả anh Sâm nhỉ, chủ nhân của một dàn karaoke. Anh Sika đã ăn được kia này. Vâng, đây là anh Sâm nha quý vị các bạn. Đúng rồi, đúng rồi. Hôm nay là anh em kỹ thuật Sika hồi ngộ tại nhà anh Sâm. Hôm nay là để với cả Thủy là đi hôm nay chúng em nắp ở Hải Dương hơi nhiều. Và đây là đơn hàng. Cô này là cô thư ký đúng không? Cô này là cô vừa thư ký vừa là kế toán. À, đây hôm nay cũng cùng và là sợ là cũng không trả tiền cho nên là phải đi cùng luôn. Vâng. Cũng biết là anh Sâm là anh theo dõi công ty Sika được bao lâu rồi anh? Nếu không nhầm ấy là nó phải có gần 3 năm nay rồi. Vâng. Nhá. Nói chuyện đấy, nhưng mà anh nó chưa có điều kiện, anh chưa thay thôi. Vâng. Còn cái bộ này tí nữa vào tôi xem, anh sẵn từ 2017 cơ. Vâng. Anh rất yêu ca hát. Vâng, vâng, ok. Mời quý vị và chúng ta cùng vào nhà anh Sơn. Em chào chị ạ. Vâng. Nhà Mr. Dũng đang mở hộp con C12 vừa rồi. Hộp vân gỗ. Xin chào bà. Không, anh xem mấy cái loại chúng ta đi, mấy cái G 2000, cái G 4000 đấy. Vâng, từ là anh xem là anh thấy nó nhiều loa quá, anh cũng vâng. Thích. Vâng. Thế vừa lấy chiều nay anh mà anh xuống rất là nhanh, vì vâng. Anh theo dõi lâu rồi. Cái bộ này của anh là anh dùng lâu chưa anh? Chắc là cũng cả lâu đây nhỉ? Cái bộ này sắm từ 2017 mà. À, 2017. 2017. Ôi trời. Bộ này như nhiều tiền đấy, chút tiền ít à? Vâng. Đây cái bộ của anh Sâm cũng rất là đầy đủ. Bộ này của anh nói cho là toàn của Trung Quốc thôi. 7E12 này. Đấy. Đấy, ôi trời, còn cả equalizer này này. Rồi. Cắt này. Còn cả quản lý nguồn hay sao không anh? Bích lưng tiếng. Đấy. Cả lưng tiếng. Anh Sâm đã trải nghiệm qua rất nhiều thiết bị từ trước đó rồi. Sau 3 năm anh ấy quyết định để lựa chọn sản phẩm bên Sika chúng nghĩa em. Nghĩa là theo dõi của bên Sika là trên dưới 3 năm nay rồi. Thế nhưng mà bây giờ mới có dịp là có cái bộ của anh ấy là để miền Bắc này này. Vâng. Cái hai đó là coi như là cái loa của anh Út mới ra. Vâng. Đấy là anh theo dõi từ cái GF2000 đến GF4000. Vâng ạ. Sau đấy cái 12 Pro. Vâng. Đấy. Mới quyết định là thay. Vâng ạ. Lần sau chứ, cái lần sau là lần sau bà ấy
ngồi thế nào đi hái thế nào mà đến tầm chiều à, chiều gọi, chiều mình tôi gọi. Thế mà sáng anh gọi bên em thì đẹp quá. Thế. Bây giờ còn đẹp hả? Bây giờ để đông người hơn. Thế đẹp à. Chị cũng ấy nhà chị cũng yêu vợ âm nhạc thì, anh. Vợ thì bảo tôi gọi luôn từ sáng. Thế nhưng mà mình thì bảo cứ từ từ. Mình định là lần sau mình về mình đi gặp gọi. Nhưng mà sau chưa buồn buồn làm cái gì mà chưa buồn buồn. Chứ mà buồn buồn. Chứng tỏ anh em mình có duyên đấy. Đấy, có duyên mà. Em hãy suốt đêm thao thức vì em. Vì nơi giam từ lúc anh xa về. Rằng mong đây anh ai đến ước nguyện cho anh một đời là mình luôn luôn có đôi em ơi nhớ thương thương nhớ cả đêm làm sao quên được phút giây em về. Chờ bóng sao cho trời sáng, đúng giờ mình hẹn hò, là đời quên sầu lo. Sao em ngồi nắng mê, để lòng anh tái tê, hay trả lời anh đi, nghĩ gì mà đợi chờ. Nhiều lần chung ước mơ bên nhau ta cùng hứa quên đi chuyện năm xưa. Em biết chẳng em thương em nhớ em tất cả là em. Còn gì đẹp bằng lúc chúng ta xung vầy cầu bóng sao duyên đẹp đôi đúng nguyện cả cuộc đời là được mãi mãi gần em. Chim ca đã đúng cũng như là setup xong cho anh Sông buổi dàn karaoke để từ cái người vui quất. Và đây là toàn bộ cái tiết để cấu hình lên là buổi dàn karaoke của anh Sông. Và chúng ta có một cặp loa là C12 cổ phiên bản là mời vẫn cổ tóc tròn. Và trung tâm của buổi dàn thì ở đây chúng ta có thúc đẩy điện vang XK3 Pro DC. Ở đây là vùng mình kinh doanh WF21. Và trong buổi dàn của Sông thì rất tuyệt vời, có thêm một quản lý luôn. Và rất đặc biệt từ bên này trong một dàn karaoke đặc biệt loa phun này thì chúng ta nên có một cái loa sắc. Và đây là loa siêu sầm model F1200 Pro phiên bản màu vân cổ óc chó, nó cùng màu với cả cặp loa của chúng ta. Và còn bây giờ chúng ta cùng gặp gỡ anh Sâm, chủ nhân của một dàn karaoke, để nghe anh chia sẻ một vài lời về một dàn của chúng ta. Vâng, tóm lại là cũng rất coi như là chân thành cảm ơn coi như là bên JK. Nhưng mà cũng đã bản thân cũng đang xem coi như là bên JK năm nay được năm thứ ba rồi. Thế nên là cũng mong muốn là coi như là để phát huy coi như là JK nhiều hơn nữa. Và để quảng cáo cho JK coi như về coi như là đất quê hương Phật Trấn. Đấy, Gia Lộc. Và coi như là rồi anh em coi như cũng rất là nhiệt tình. Đấy, cũng là tối rồi, sớm tối coi như bây giờ rất là tối rồi. Đấy, nên là một lần nữa rất là cảm ơn bên JK. Và đấy, thế coi như là tôi là chủ nhà, tôi như là rất là hài lòng về bộ karaoke. Vâng.